riêng hai cái yếu tố canxi magie thừa đấy thì bà con thấy cái biểu hiện trên cây khó lắm. Bởi vì cái thừa canxi là như thế này, khi mà nó thừa canxi thì nó xảy ra cái tác hại ở trong đất trước. Mà khi thừa canxi thì lúc ấy canxi nó tập trung vào, nó đẩy hết những cái nguyên tố dinh dưỡng khác ở trong đất ra và nó để nó bám vào cái keo đất. Thì chính vì vậy mà người ta thường nói là khi thừa bón vôi thừa đấy thì nó làm cho chai đất, nó làm cho chai đất. Và khi bón thừa canxi thì cái tác dụng nó nâng pH lên, mà nhưng nâng nâng quá cái mức lên thì cuối cùng tất cả các nguyên tố vi lượng nó bị ở cái trong cái môi trường kiềm thì nó bị cố định, nó bị kết tủa lại, thì cuối cùng thừa canxi thì lại xảy ra là thiếu vi lượng. Thừa canxi nó sẽ xảy ra hiện tượng chai đất đó, đấy là cái thừa canxi còn chưa biểu hiện được ở trên cây đâu, mà chỉ biểu hiện thiếu thôi. Thế còn magie thì chúng ta thấy magie đóng góp vào cái màu xanh của cây rất nhiều vì nó là cái nhân của cái diệp lục. Nhưng mà thừa thì người ta cũng chưa thấy cái biểu hiện rõ, nhưng mà khi thừa magie thì nó kéo theo là thiếu kali, bởi vì nó là cái ion đối kháng với kali. Thế thì như vậy nó kéo theo cái đó. Thế nhưng mà với silic ấy, thì khi mà thiếu ấy, bởi vì chúng ta với silic thì chúng ta mới chỉ có tập trung nghiên cứu ở trên cây họ hòa thảo hay là những cây lương thực thôi, như lúa. Lúa mà thiếu thiếu silic ấy, lập tức cây yếu đổ ngay, gió nhẹ cái mà đợt đấy mà chúng ta lại năng suất khá một chút thì đổ rạp hết liền. Và hai nữa là khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của thời tiết hiệu hay là chống chịu với những sự tấn công của sâu bệnh hại đấy thì nó dễ dàng lắm. Còn nếu mà đủ silic mà có cân đối đấy thì lập tức cái khả năng cứng và cứng cây mà ngăn cản cái quá sự tấn công của sâu bệnh hại nó làm chậm lại như thế. Và đặc biệt với cành thanh long, nếu như trong cái điều kiện mà chúng ta có thêm dinh dưỡng mà hoặc chúng ta có hơi dư đạm một chút thì khi có silic thì nó làm cho cái cành thanh long nó sẽ cứng hơn. Và nhất là cái que của trái đấy thì nếu có đầy đủ của canxi, có đầy đủ silic, có cả kali nữa thì cái que nó xanh đều và nó cứng và nó mâu xuống màu hơn, nó mau héo hơn, thì đấy là cái quan trọng. Bởi vì nếu cây lúa đấy, thì silic nó chiếm tổng toàn bộ trong sinh khối của nó, từ thân lá rễ hạt vỏ trấu nó chiếm đến gần 70%. Mà khi nó chiếm 70% thì chỉ cần hụt cái là nó ở dạng thiếu. Mà bây giờ chúng ta nếu mà gọi là vùng chuyên cho thanh long ấy thì đã thấy là những loại phân bón có bổ sung silic ấy, thì bao giờ thấy cái cành thanh long nó cũng phát triển cứng cáp hơn, cái màu xanh nó sáng hơn, nếu như chúng ta đủ canxi, chúng ta đủ magie, đủ silic và đủ lưu huỳnh. Thế còn nếu thừa lưu huỳnh thì thiếu lưu huỳnh chúng ta phát hiện dễ, nhưng thừa lưu huỳnh thì chúng ta lại với người dân chưa thấy. Nhưng nó giống như canxi nhưng mà nó ngược lại là cái chỗ là một thằng thì làm kiềm hóa lên, làm độ pH tăng lên, thì một thằng khi mà cái lưu huỳnh nó thừa đấy thì khi gặp cái không khí nó có oxy nó chuyển sang gốc sulfat, mà gốc sulfat là một loại gốc muối mà nó là dạng anion, thì như vậy nó lại làm cho cái phản ứng chua. Mà phản ứng chua thì khi mà pH nó xuống dưới 4 thì thậm chí lông hút rụng hết, với thanh long rụng hết. Thế là mà đã rụng hết rồi thì cũng như chúng ta đã rụng răng thì còn ăn được cái gì, cây nó cũng thế rồi, đã rụng răng mà cứ đòi ăn phân thì ăn làm sao được. Mà không những thế, chúng ta không biết ấy, chúng ta lại quẳng những loại phân nó khó ăn, ví dụ như rụng răng rồi mà cứ bắt gặm xương ống với thịt bò thì làm sao ăn được, thì đấy là cái thừa nguy hiểm đấy.